Thì cho một số bạn chưa biết này, thì khi mà mình ở trên đúng không, đối phương người ta kiểm soát, ok ở đây mình hiểu là chúng ta chơi top, còn ở dưới là chơi gắt, thì mình vượt qua chân đối phương thì hành động đấy mình gọi là fast gắt, ok vượt qua chân đối phương bằng bất kỳ một cách nào đấy thì chúng ta gọi hành động đấy là fast gắt. Sau khi fast gắt xong rồi thường mình sẽ có vị trí, lúc đấy về cơ bản là mình sẽ bắt đầu tấn công, chưa? Thế thì khi mà fast gắt ấy không phải tự nhiên mà bùng phát người ta phát được sang các bạn luôn, đúng không? Người ta thường sẽ phải set up động tác bước 1, bước 2, bước 3, ví dụ vậy đi. Ok, thì đâu đó trong cái quá trình người ta làm như vậy, ví dụ ở đây như này, người ta có đối phương ở dưới, người ta có issue chưa sao, nhưng cái người này giả sử người ta ôm vào chân mình, ví dụ như vậy, họ lấy được underhook, được chưa? Mặc dù chưa pass nhưng mà mình đã rơi vào trạng thái nguy hiểm rồi, thì các bạn phải tìm cách đẩy người ta quay về, đưa mình về cái vị trí an toàn hơn hoặc tìm cách tấn công ngược lại người ta. Thì cái hành động như vậy chúng ta gọi đây là recover gap, được chưa? Có nghĩa là gần như là chúng ta đang trong trạng thái bị pass mà mình làm một động tác gì đấy để quay về thì gọi là recover. Còn gap retention là khác nhá, retention là đổi từ loại này sang loại kia, cái đấy nó khác, tạm thời chúng ta không nói quá nhiều những vấn đề đấy, tránh bị lùi. Ok,